Bạn cần tìm nơi tụ họp bạn bè, gia đình, tổ chức sinh nhật sự kiện với một không gian cực chill, sang trọng, thanh bình, thoáng mát nhưng vẫn ấm cúng. Một chỗ ăn ngon, lạ, độc đáo, một nơi có dịch vụ chuyên nghiệp. Những gì bạn cần cứ để Palm Crabby and Coffee lo nhé. Với bãi đậu xe rộng rãi và hoàn toàn miễn phí, không gian sân vườn, bể bơi xanh mát với lối thiết kế mang hơi thở Địa Trung Hải, các bạn có thể thưởng thức ly cà phê cùng bữa sáng hay nhâm nhi cốc bia thủ công cùng pizza nướng củi nhà làm thơm ngon cho buổi trưa. Đúng đưa ly cocktail signature trên tay, nhâm nhi bữa tối đồ ăn Âu đa dạng với salad juju, tata cá hồi, mì cua trong tiếng nhạc du dương, tâm trí hoàn toàn được thả lỏng. Không cần đi quá xa để có thể tìm cho mình một khoảng lặng thư giãn ngay trong thành thị đông đúc. Hãy đến địa chỉ B86, khu biệt thự Sao Đỏ, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng để có những trải nghiệm độc đáo khó quên tại Palm Crabby and Coffee nhé. Chắc chắn các bạn sẽ vô cùng hài lòng.